20 tháng 10 sắp tới rồi mà vẫn chưa biết chuẩn bị quà gì, chẳng biết mua gì. À, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món quà rất rất là ý nghĩa luôn. Đây là sản phẩm tuyệt phẩm đến từ nhà Mido Thụy Sĩ với kiểu dáng thanh lịch, nhẹ nhàng dành cho các quý cô nha. Các bạn thấy rất là sang đúng không nè? Cọc số đính kim cương, sử dụng máy là Smart Swiss Auto Thụy Sĩ. Mặt kính là mặt kính sapphire chống xước cả mặt trên và mặt dưới luôn hen. Lỗ máy cực kỳ sang trọng luôn. Với thiết kế size mặt là 33 mm, độ dày khoảng 11 mm. Và với size này thì rất rất là phù hợp hầu hết tất cả cổ tay chị em phụ nữ Việt Nam, và đặc biệt với tông màu cực kỳ sang với hai tông màu chủ đạo đó là demi rose. Và đặc biệt hơn về độ chống nước của chiếc đồng hồ Mido này là đến 13 luôn, nên anh các chị yên tâm về độ chống nước nha. Và sản phẩm này hiện tại đã có mặt tại Smartwatch. Anh chị có thắc mắc gì hãy comment bên dưới hoặc là ghé lên ta thử nhé. Anh chị em nhớ follow kênh để đón theo dõi những video mới tại Smartwatch nhé. Bye bye và xin hẹn gặp lại.